Thời sự quốc tế ngày 24 tháng 12. Israel nói quân đội nhắm vào nhiều đường hầm Hamas ở phía nam Gaza, tìm thấy 30.000 thiết bị nổ. Israel tấn công trung tâm chỉ huy Hezbollah để đáp trả các cuộc tấn công biên giới từ Li-băng. Quan chức Ukraina cho biết các làn sóng tấn công của Nga vào khu vực Kherson làm 1 người chết, 7 người bị thương. Tổng thư ký NATO nói Nga đã mất Ukraina vĩnh viễn. Điều ước Giáng sinh của trẻ em Ukraina. Cựu nhà báo Yekaterina Duntsova bị cấm tranh cử với ông Putin. Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cuộc không kích ở miền Bắc Iraq, Syria. Reuters đưa tin Ấn Độ bắt giữ 2 nhân viên cấp cao của công ty Trung Quốc Vivo. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột, cà phê Đông Minh rang xay mộc Robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị đang theo dõi mục Thời sự quốc tế ngày 24 tháng 12 của DKN. Quý vị có thể liên hệ đặt quảng cáo trong bản tin của chúng tôi qua số điện thoại 0925 893 893 hoặc email bpa@dkn.tv. Sau đây là phần nội dung bản tin. Mở đầu chương trình là những cập nhật về xung đột ở dải Gaza. Ngày 23 tháng 12, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đã mở rộng hơn nữa các hoạt động ở miền nam Gaza, đặc biệt là nhắm vào cơ sở hạ tầng ngầm của Hamas. Ông Hagari nói, khi tiến vào các thành trì mới của Hamas, quân đội sẽ tham gia vào các trận chiến khốc liệt. Ông Hagari nói thêm rằng, tại khu vực Khan Yunis, IDF đang hoạt động rất tích cực để chống lại các đường hầm của nhóm khủng bố Palestine. Ông cho biết, chúng tôi đã mở rộng lực lượng kỹ thuật chiến đấu ở đó và chúng tôi sẽ mở rộng khả năng của sư đoàn 99 thêm nữa trong những ngày tới. Theo người phát ngôn của IDF, cho đến nay, lực lượng mặt đất đã phá hủy hoặc thu giữ khoảng 30.000 thiết bị nổ trên khắp dải Gaza. Tại khu vực lân cận Dara và Tufa của thành phố Gaza, ông Hagari cho biết quân đội đã tìm thấy một kho vũ khí trong một trường học, bao gồm nhiều thiết bị nổ, tên lửa, các thiết bị chiến lược của lực lượng hải quân Hamas mà ông cho rằng có thể đã được sử dụng để chống lại tàu hải quân Israel. Ngày 23 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công trụ sở quân sự của Hezbollah ở Li-băng để đáp trả các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel. Trong đó có một vụ khiến một binh sĩ bị thương. IDF nói thêm rằng, vào ngày 23 tháng 12, họ đã tiến hành pháo kích vào một số khu vực gần biên giới để ngăn chặn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch của Hezbollah. Một số quả đạn đã được bắn từ Li-băng vào các khu vực ở miền Bắc Israel. IDF cho biết họ đã tấn công vào các địa điểm phóng đạn. Ngày 23 tháng 12, các quan chức Ukraina thuộc khu vực Kherson cho biết các làn sóng pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã tấn công khu vực Kherson phía nam nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Lực lượng Nga cũng pháo kích vào một nhà máy điện gần tiền tuyến ở miền đông Ukraina, làm 5 công nhân bị thương và mất điện ở thị trấn Kurakhova. Lực lượng Nga một năm trước đã từ bỏ các vị trí trên bờ tây sông Dmytro ở vùng Kherson, nhưng liên tục pháo kích vào các khu vực này từ các vị trí mới ở bờ đông. Thống đốc Kherson Oleksandr Prokudin cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết 1 người đàn ông ở thị trấn Stanislav, phía đông nam thành phố Kherson, nơi trong năm qua dưới sự kiểm soát của Ukraina nhưng thường xuyên bị Nga pháo kích. Thành phố này đã hứng chịu một số cuộc tấn công của Nga suốt cả ngày, trong đó có một cuộc tấn công kéo dài vào các khu dân cư vào đầu buổi tối, khiến 7 cư dân đã bị thương. Người đứng đầu chính quyền địa phương Roman Padun nói với đài truyền hình công cộng Sunpin ở phía đông, vụ pháo kích của Nga vào một nhà máy điện ở thị trấn Kurakhova đã làm 5 công dân bị thương và gây ra tình trạng cắt điện. Kurakhove cách Mariinka không xa, một thị trấn trên chiến tuyến dài 1.000 km, tương đương 600 dặm, hầu như chỉ còn là đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraina trong một báo cáo cho biết lực lượng Ukraina đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công vào thị trấn, đặc biệt là các cuộc tấn công vào thị trấn Avdiivka. Ngày 23 tháng 12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga không thể đạt được mục tiêu chiến lược tại Ukraina và đánh mất vĩnh viễn mối quan hệ với nước này. Ông Stoltenberg trả lời phỏng vấn truyền thông Đức rằng mục tiêu tối thượng của Nga trong cuộc chiến là ngăn Ukraina tiến gần hơn đến NATO và Liên minh châu Âu EU. Thế nhưng, Ukraina giờ đây lại ở gần NATO và EU hơn bao giờ hết. Ông nhấn mạnh rằng cuộc chiến Nga-Ukraina là thất bại chiến lược lớn đối với Moscow và khiến Nga đánh mất Ukraina vĩnh viễn. Ông Stoltenberg nhận định Nga đang phải trả giá đắt để duy trì cuộc chiến tại Ukraina. Nước này đã mất hàng trăm máy bay, hàng nghìn xe tăng và thương vong khoảng 300.000 người. Ông cũng cho rằng nền kinh tế Nga đã suy yếu và nước này bị cô lập chính trị. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO không cho rằng chiến sự Ukraina sẽ sớm kết thúc. Ông Stoltenberg nói hỗ trợ cho Ukraina không phải là một khoản từ thiện mà là khoản đầu tư an ninh. Cách duy nhất để chúng ta đạt giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Ukraina là thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin rằng ông ấy không thể chiến thắng trên chiến trường. Để làm được điều đó, chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraina. Ông Vadim Skibitsky, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraina HUR ngày 22 tháng 12, cũng cho rằng Moscow không dễ nản chí dù chiến tranh đã kéo dài 22 tháng. Hòa bình, chiến thắng cho Ukraina hay được đi câu cá cùng ông nội là những điều ước của trẻ em Ukraina trong mùa Giáng sinh này. Giống như nhiều trẻ em khác trên toàn thế giới, những em bé Ukraina cũng muốn gửi gắm ước nguyện tới Thánh Nicola, vị thánh bảo trợ cho trẻ em khi lần đầu đón Giáng sinh theo lịch mới. Đa số người Ukraina trước đây đón ngày Thánh Nicola vào ngày 19 tháng 12 và ngày Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch của Chính thống giáo Nga. Giáo hội Chính thống giáo Ukraina hồi đầu năm đồng ý thay đổi lịch Julian, chuyển ngày Thánh Nicolas sang ngày 6 tháng 12 và Giáng sinh sang 25 tháng 12, giống phần lớn quốc gia phương Tây. Điều ước được Solomia, 11 tuổi, viết trong thư gửi tới Thánh Nicolas trong dịp Giáng sinh năm nay là hòa bình, khi em đã đủ lớn để hiểu cái giá của chiến tranh. Bố của Solomia thiệt mạng trong lúc chiến đấu năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. 8 năm sau, Nga phát động cuộc chiến ở Ukraina, Solomia và gia đình phải rời vùng ngoại ô Bucha của Kyiv để tìm nơi trú ẩn an toàn ở khu vực Tây Bắc Ukraina. Cô bé 6 tuổi, Kaya, lại mong muốn có một bộ đồ thủ công và một món đồ chơi, nhưng trên hết là mơ ước được gặp bố vào dịp Giáng sinh. Bố của Kaya là thành viên lữ đoàn cơ giới 47 đang chiến đấu tại điểm nóng Avdiivka ở miền đông Ukraina. Dmytro, cha của Kaya, muốn gặp gia đình vào dịp nghỉ lễ này, nhưng vợ con anh đã sơ tán đến Đức và anh không thể rời đất nước để tới đó. Cậu bé 5 tuổi Mark viết trong thư, Thánh Nicola thân yêu, hãy mang chiến thắng đến cho đất nước của cháu. Mẹ của Mark cho biết cậu bé đã học được lòng yêu nước và hiểu được tầm quan trọng của chiến thắng khi nghe lỏm các cuộc trò chuyện của người lớn. Gia đình cậu bé đã rời Kyiv đến miền Tây Ukraina khi chiến tranh bùng phát. Hai anh em Artem, 7 tuổi, và Timofey, 6 tuổi, cùng gia đình rời Ukraina tới Munich của Đức 18 tháng trước vì cuộc chiến của Nga. Trước khi xung đột bùng phát, hai anh em thường tới thăm ông nội ở thị trấn Nova Kharkova bên bờ sông Dnieper. Mẹ của Artem và Timofey cho biết hai đứa bé luôn nói về mong muốn được tới thăm và đi câu cá cùng ông nội. Tuy nhiên, bờ đông sông Dnieper giờ do lực lượng Nga kiểm soát, trong khi bờ Tây liên tục bị pháo kích, khiến khu vực này trở nên rất nguy hiểm. Trong lá thư gửi Thánh Nicola, Artem đã liệt kê những điều quý giá nhất đối với cậu bé, gồm hòa bình, sức khỏe và một Ukraina tươi đẹp. Trong khi đó, em của cậu bé viết hòa bình, gia đình, Ukraina, cha và Chúa. Ngày 23 tháng 12, cựu nhà báo truyền hình Yekaterina Duntsova đã bị loại khỏi tư cách ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Nga, ngăn cản bà ra tranh cử với Vladimir Putin trên cương lĩnh phản đối cuộc chiến ở Ukraina. Các thành viên của Ủy ban Bầu cử Trung ương đã bỏ phiếu nhất trí bác bỏ việc ứng cử của bà với lý do nhiều vi phạm trong các giấy tờ mà bà đã nộp để ủng hộ cuộc tranh cử của mình. Những người chỉ trích Tổng thống Putin cho rằng quyết định này cho thấy không ai có quan điểm đối lập thực sự sẽ được phép chống lại ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Họ coi việc ứng cử viên ra tranh cử là một quá trình giả tạo và chỉ có một kết quả là ông Putin đắc cử có thể xảy ra. Điện Kremlin cho biết ông Putin sẽ giành chiến thắng vì ông nhận được sự ủng hộ thực sự của toàn xã hội với tỷ lệ thăm dò ý kiến khoảng 80%. Bà Duntsova, 40 tuổi, cho biết trên Telegram rằng bà sẽ phản đối quyết định này lên tòa án tối cao, gọi nó là phi lý và phi dân chủ. Bà nói, với quyết định chính trị này, chúng tôi mất cơ hội có đại diện của riêng mình và bày tỏ quan điểm khác với những diễn ngôn gây hấn. Ngày 23 tháng 12, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, không quân nước này đã thực hiện các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq và Syria và phá hủy 29 mục tiêu của Đảng Công nhân Người Quốc PKK sau khi 12 binh sĩ thiệt mạng trong 2 ngày qua ở miền Bắc Iraq. Bộ này cho biết các hoạt động tấn công nhằm vào các mục tiêu bao gồm căn cứ, nơi trú ẩn và cơ sở dầu mỏ được cho là do được phiến quân PKK sử dụng. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết các cuộc không kích đã tấn công khu vực nào ở phía bắc Iraq và Syria. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng cho biết 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong 2 ngày qua trong các cuộc đụng độ với phiến quân PKK ở miền bắc Iraq. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội đã tiến hành các hoạt động nhằm vào các mục tiêu của PKK. Ít nhất 16 chiến binh PKK đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đang diễn ra. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu coi là nhóm khủng bố, đã cầm vũ khí chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên thực hiện các cuộc không kích ở nước láng giềng Iraq như một phần của cuộc tấn công chống lại phiến quân PKK đóng tại đó. Ngày 23 tháng 12, hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin cho biết cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã bắt giữ 2 nhân viên cấp cao làm việc cho đơn vị sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo tại Ấn Độ. Vụ bắt giữ diễn ra 2 tháng sau khi Tổng cục thực thi bắt giữ 4 giám đốc điều hành trong ngành, trong đó có một công dân Trung Quốc làm việc cho đơn vị Ấn Độ của Vivo trong một vụ cáo buộc rửa tiền. Tuy nhiên, Vivo đã phủ nhận cáo buộc này. Ấn Độ đã tăng cường giám sát các doanh nghiệp và đầu tư của Trung Quốc sau cuộc xung đột biên giới vào năm 2020. Người phát ngôn của Vivo cho biết, chúng tôi vô cùng cảnh giác trước hành động hiện tại của chính quyền. Các vụ bắt giữ gần đây cho thấy hành vi quấy rối vẫn tiếp tục diễn ra và do đó gây ra một môi trường bất ổn trong bối cảnh rộng lớn hơn của ngành. Chúng tôi kiên quyết sử dụng một con đường pháp lý để giải quyết và thách thức những cáo buộc này. Nguồn tin giấu tên cho biết những người bị bắt đã được đưa đến tòa án Delhi vào ngày 23 tháng 12 và sau đó được chuyển đến nơi giam giữ của cơ quan này. Theo nguồn tin này, các nhân viên của Vivo sẽ ra tòa lần tiếp theo vào ngày 26 tháng 12. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact@dkn.tv. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.